Ngày 30 tháng 6, Hội đồng Nhân dân xã Quang Thọ tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã và tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy, cùng các đại biểu ứng cử khu vực bầu cử xã Quang Thọ và các thành viên tổ công tác của Ban thường vụ huyện ủy chỉ đạo xã. Cùng với các địa phương khác trong huyện, cuộc bầu cử tại xã Quang Thọ diễn ra dân chủ đúng luật, an toàn và thực sự là ngày hội của nhân dân. Tỷ lệ cử tri xã đi bỏ phiếu đạt 99%, phiếu bầu cơ bản tập trung, nhất là tỷ lệ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao. Kết quả cử tri đã lựa chọn bầu được hai đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 3 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và 21 vị đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Sau hội nghị tổng kết bầu cử, Hội đồng Nhân dân xã Quang Thọ đã tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân xã. Với tinh thần dân chủ trách nhiệm, các đại biểu đã bầu ông Hà Văn Yên bí thư đảng ủy, tái cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trịnh Đình Cường giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Ông Nguyễn Hùng Cường được tín nhiệm bầu tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh của các ban hội đồng nhân dân và ủy viên ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng đã nghe báo cáo tổng hợp những ý kiến kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, báo cáo hoạt động của hội đồng nhân dân, tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã Quang Thọ, Bí thư huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử ở xã Quang Thọ và chúc mừng 21 đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân xã khóa 2. Bí thư huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân nhấn mạnh, sau khi kiện toàn lại tổ chức, xã Quang Thọ cần tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết và sự đồng thuận của nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần đưa xã Quang Thọ phát triển nhanh, bền vững và ngày càng giàu đẹp văn minh. Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân Bí thư huyện ủy cùng các đồng chí đại biểu ứng cử trên địa bàn và tổ công tác Ban Thường vụ huyện ủy phụ trách chỉ đạo xã Quang Thọ đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử chức danh chủ chốt và chức danh các ban hội đồng nhân dân và ủy viên ủy ban. Dịp này Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang và xã Quang Thọ đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.